Lần đầu ăn thử món lạ và cái kết nó lạ lắm luôn á. Bình thường nó ăn cái gì nó cũng chép thấy thèm dữ lắm, sao bữa nay nó nhăn dữ vậy ta. Rồi cái này cái gì nữa đây, cái gì mà dài dài vàng vàng mà nó còn tròn tròn nữa kìa. Nhìn cái này sao dễ gây hiểu lầm dữ vậy ta. Để đọc cái hướng dẫn cái coi. Cái thằng này tối ngày tay chân nó tái mái, nó không có yên mọi người. Cái gì đâu mà nhìn nó giống như hai cái bính tóc vậy đó. Còn cái này là thịt heo thắt bính nè. Biết em lại thằng này thì chứ mọi người. Ngồi đọc một hồi mới biết cái này là phô mai hun khói nha. Mấy cái cọng phô mai dài dài rồi người ta thắt bính lại vậy đó. Nhìn nó cũng hay hay mà công nhận khéo tay lắm chứ bộ. Bữa trước có đi siêu thị mua ốc gác bếp đó, đi ngang cái tủ lạnh thịt heo nó có quơ tay lụm về hai cục nè. Lụm một cục vậy là 101, hai cục 220 đó. Thấy anh kia ảnh ăn xé nhỏ nhỏ ra gì mới đúng bài nè. Còn lúc đầu thịt heo nó tài lanh, nó lụm nguyên cọng, nó ăn hèn gì mặn thấy bà nội nhỏ luôn. Bởi vì sao thắc mắc, thường ngày nó chép mà bữa nay nó nhăn dữ thằng. Rồi xé nhỏ ra hết rồi nè, để ăn thử coi nó có khác biệt gì không. Rồi thấy cái mặt cũng im im rồi đó, im im đó. Ủa rồi sao càng lúc càng nhăn vậy thằng ông nội. Ủa bình thường mày ăn mấy cái món gì mày chép lắm sao này kỳ vậy? Nè, mày ăn đi rồi mày chép nè, cái bính này chừa cho mày luôn nè. Nè mày giỏi mày ăn đi, cái bính này cho mày hết luôn nè. Nè mày quay đi tao ăn cho mày coi. Rồi. Ừ cái này thôi mà có cái gì đâu mà dữ vậy? Ừ ăn cũng bự luôn. Đâu mày thử ăn với miếng tương ớt coi, thấy anh kia ăn tương ớt ngon lắm. Nè ăn thử coi. Rồi, ok. Ủa sao thấy bữa trước anh kia anh ăn ngon quá mà sao hai anh em thấy nó kỳ vậy ta? Không biết phải cái loại này không mà sao mà nó mặn chát à mọi người. Thấy anh xé nhỏ nhỏ ra rồi chấm tương ớt nè, để hai anh em ăn thử coi nó làm sao. Thì cái món này đánh giá thật lòng là thấy nó không có ngon lắm nha mấy anh chị. Ăn thì thấy cái này nó mặn mà nó nhạt mà nó không có béo gì hết trơn á. Lụm hai cục tốn 220 đúng báo luôn á.